Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo, đó là động tác chạy bước nhỏ. Với cái động tác này thì đòi hỏi là cái sự dẻo dai và thanh thoát của cái mũi chân của các bạn. Nghĩa là các bạn sẽ chạy nhịp nhàng trên cái mũi phần mũi chân như thế này. Tất nhiên là các bạn không phải là chỉ đứng nhún bằng mũi chân như vậy. Với bài tập này thì hãy bấm đồng hồ để tính giờ, tính giây. Nó sẽ hiệu quả hơn, đừng đếm cái. Nó ngay cái chân nó nhịp rất là nhanh, sẽ rất là khó đếm cái. Cái chân của các bạn sẽ nhịp chạy nhẹ nhàng như thế này. Đó. Đó, cái quay ngang nè, cái phần mũi chân nè. Nó tập, bài tập này sẽ tập cho cái phần mũi chân và phần cơ bắp chân của bạn săn chắc và linh hoạt. Đó, em chạy giống anh vậy nè. Đánh tay các bạn sẽ đánh. Đó, bắt đầu tính giờ, tính giây. Rồi, thử nè. Nhịp nhàng hơn, cái này là cách chạy số 1 cơ bản nè. Đó, giờ thử nhấc cái chân lên khỏi thảm luôn. Duỗi, khi mà em duỗi á, đó, nó đòi hỏi nhanh hơn vậy đó. Đòi hỏi duỗi cái mũi chân ra. Duỗi cao mũi chân lên luôn. Ừ. Đó, tăng tốc lên, bây giờ bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, cái này là cái cách cơ bản nha. Còn cái cách á mà nâng cao hơn á, các bạn sẽ nhịp nhàng cái chân cao hơn. Wow! Nhưng giây mà khoảng tầm 10 giây sẽ rất là khó luôn. Mình cực kỳ hao thể lực. Không, em phải nhịp nhàng lên, cái tay không cần phải đánh gì đâu. Cái biên độ cánh tay em đừng có đánh quá gì. Nó dao động ngắn thôi. Nó dao động ngắn thôi, em hiểu không? Và khi dao động ngắn gì, cái cơ bụng em nó phải xoáy theo luôn. Ừ, khá được rồi đó. Rất là đúng không? Ok, rồi chúc các bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến và bắt đầu vào bài đạp xe trên không kiếp từng bên. Với cái bài tập này á thì đòi hỏi các bạn cần một cái sự tập trung rất là lớn, bởi vì đòi hỏi là cơ thể của bạn nó phải luân phiên trái phải kết hợp với cái nhịp. Nó khác cái bài đạp xe trên không bình thường. Rồi bây giờ em thử đạp xe trên không bình thường đi. Đây, để xéo. Xoáy vô. Rồi, 1 2 ok. Với cái bài đạp xe trên không bình thường này á, thì khi mà các bạn gập lên, cái khuỷu tay của bạn sẽ xoáy để chạm vào cái đầu gối từng bên. Thì bây giờ ở cái bài đạp xe trên không kép từng bên á, thì cái nhịp của em á, sẽ là xoáy một. Bây giờ tập bên trái trước đi ha. Thì là cái đầu gối bên trái này nó sẽ giữ ở trên không luôn. Nó sẽ ra vô như thế này ở hai nhịp. Cái nhịp đầu tiên á, khi nó ra vô thì là cái khuỷu tay chạm. Rồi mở ra. Này cái nhịp thứ hai thì là cái tay chạm tới. Đó, ok, rồi ngược tiếp tục là qua bên phải. Rồi bây giờ em thử 1 2 rồi bên trái. Từ từ, bình tĩnh nha. Rồi bây giờ lên lại nè. Bây giờ trái, ok. Trái. Rồi. Phải. Rồi, tiếp. Trái. Rồi. Phải, rồi, tiếp, trái, phải, rồi, 3 lần, 5 lần nha, cố gắng lần 4, trái, phải, rồi, lần 5, trái, phải, ok, rất là tốt, nha, rồi, bây giờ các anh hướng dẫn nâng cao luôn không? Rồi bây giờ ok, em ngồi dậy đây đã hướng dẫn nâng cao. Với cái cách nâng cao ở bài tập này thì như vừa rồi á, cái chân của em á, nó sẽ giữ ở mức này. Bây giờ nếu mà nâng cao vô thì nó sẽ là như vậy, nó lưng lưng và nâng hoàn toàn cái phần vai lên khỏi mặt đất luôn. Tại vì nếu mà giữ cái phần vai lên ở mặt đất á thì cái khi chân chạm gì nó sẽ dễ. Nhưng nâng hết phần vai lên khỏi mặt đất thì cái phần cơ bụng nó phải gồng hơn rất là nhiều. Nó sẽ như thế này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khó hơn rất là nhiều. Rồi, chúc bạn tập tốt ở bài tập này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập là nâng chân tập bụng biến thể. Với cái tập bài tập đáng chân nâng chân bình thường là các em sẽ để tay phía dưới. Rồi, bây giờ em duỗi cái chân ra. Đây,
nâng lên bình thường gì, thẳng chân lên, khi xuống á thì giữ lại căng cơ bụng để gồng, đúng không? Rồi cái phần biến thể được thì em sẽ thả tay ra, giơ tay lên, giơ tay lên gì. Riêng cái việc mà các bạn giữ tay như vậy, các bạn sẽ không có cái phần tay các bạn lót, các bạn đặt ở dưới phần mông, cơ thể nó sẽ rất mất thăng bằng và nó phải gồng cái cơ bụng ở chỗ phần ngay đốn như nè để giữ cho cơ thể của các bạn thăng bằng nhiều hơn, nghĩa là tốn lực, tốn sức cơ bụng hơn. Giờ thử em nâng lên trước đã, nâng lên, duỗi, nhớ duỗi thẳng mũi chân ra nha, nâng lên vậy. Rồi đó là bước 1 ha. Bước 2 là khi mà nó lên tới cái chỗ này thì em sẽ cố gắng em lướt tay chạm tới đây luôn. Ồ, thấy không? Thì khi cái đó cơ bụng của bạn nó vừa mỏi, bắt đầu nó co, nó gập cuộn cái cơ bụng ở phần phía trên vô. Rồi nhớ là lưu ý á, là giữ cái chân nó thẳng một xíu. Rồi khi tay á, khi mà thả xuống á, hai tay em á sẽ hơi đan vào nhau như thế này nè. Em không vậy, giữ gì thôi, giữ gì thôi. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái phần vai và phần hông trên, phần thân trên của bạn nó giữ thăng bằng để cái chân của bạn nó sẽ hạ từ từ xuống. Không chạm đất nha, không chạm đất, gần chạm đất thôi, giữ ở mức này nè. Đó, và duỗi cái mũi chân ra, duỗi cái mũi chân ra cho nó căng hết cái cơ bụng. Rồi bây giờ đá lên. Rồi ok, bắt đầu. Vô. Rồi, hít sâu vô. Rồi nâng chân lên. Đó, em phải giữ yên cái tay. Giữ yên cái tay thẳng, nâng lên rồi sau đó mới đẩy lên, nó mới đủ độ khó của cái bài tập này. Rồi tới. Rồi, tập thôi. Rồi nâng lên, gồng. Giữ mức này nè, canh cái góc này nè. Tay là chỗ này, chân là chỗ này, hai cái nó cách nhau khúc gì. Nâng chân lên tới đây, tới đây rồi, nâng chân. Tay để yên đó, rồi nâng lên. Nâng lên, 2, 3, rồi. Rồi giữ yên đó, rồi bắt đầu đẩy. Đúng rồi, rồi hạ xuống. Giữ yên tay, rồi nâng lên 2, rồi đẩy. 2 cái, rồi xuống. Rồi, rồi, xuống chân không chạm đất ngang. Cái kỹ thuật này nó hơi khó, các bạn cần phải hết sức tập trung. Rồi, giữ nè, các bạn mới nào mới tập ấy, nhờ một người đứng giữ ở mức này. Rồi, nâng lên. Nó đòi hỏi sự tập trung rất là cao. Rồi, đẩy. Đúng rồi, xuống. Giữ yên tay từ từ. Đừng vội. Độ khó của bài tập này là ở cái chỗ là khi mà hạ xuống, tay nó vẫn giữ thẳng trước mặt. Đó mới là cái chỗ khó. Rồi, tiếp tục. Rồi, nâng lên. Chạm nè, chạm tay chân chứ. Rồi tay, đúng rồi, xuống, bình tĩnh, giữ, rồi lên, đẩy, đúng rồi, gồng bụng vô, đẩy, sáu cái rồi, à nó rất là khó. Đây, nè, sẽ rất là khó, đòi hỏi các bạn một cái sự tập trung rất là cao vào tập này. Tập thứ nhất, nó tập trung để cái lưng nó không bị võng. Khi các bạn duỗi tới, cố gắng các bạn đừng có co cái đầu gối, mà các bạn phải duỗi hết cái phần chân ra. Rồi xuống, canh ở cái mức này thôi. Nè, các bạn sẽ phải hơi luôn chồm cái đất người, chồm cái phần vai lên một chút. Thì nếu các bạn không có chồm phần vai á, cái lưng của bạn nó sẽ dễ bị hỏng, nhưng mà nó sẽ không vô bụng. Cái độ khó của bài tập này nó nằm ở chỗ là cơ bụng của bạn gần như là phải gồng liên tục trong cỡ một phút, với chỉ có 10 cỡ 10 cái tập thôi. Nè, tập trung nha, tôi tập thử cho xem nè. Đầu tiên để cái tay, các bạn phải hơi mở cái khuỷu tay ra chút như nè. Nhìn nè, đó, hơi mở khuỷu tay ra chút như vậy, các bạn sẽ dễ giữ thăng bằng nè, đó, thấy không? Đó, cái chân gì không chạm đất gì, cái bụng nè, nhìn cái bụng nè, để gồng rung lên nè, thấy không? Đấy lên, rồi đẩy. Tập trung. Càng chậm nó càng khó nha, mà giữ nguyên cái tư thế này nó rất là khó luôn. Nhìn lên trên một xíu. Nâng lên. Tới cái lúc này các bạn thấy không? Cái lúc mà tôi nâng cái chân lên, cái sau đó phải hít dùng hơi mới có sức để mà nâng lên tiếp, như là hai nhịp thở nha. Nè, bắt đầu là hít vô trước khi nè. Hít nè, yếm khí nè. Gồng nè. Đấy, khó là ở chỗ đó. Cố gắng nha, tập trung nha. Rất cần các bạn tập trung kỹ thuật ở bài tập này, nó vô bụng dã man luôn.
nhớ kiểm soát và cực kỳ mất sức ở bài tập này. Rồi, chúc các bạn tập tốt. Rồi, bắt đầu vào động tác tiếp theo là động tác lên, lên và xuống. Rồi, với cái động tác này đòi hỏi bạn phải có một cái cánh tay đủ khỏe, cơ vai đủ khỏe. Nên đây là tương đối là một bài tập nâng cao. Bởi vì là khi bạn trụ, bạn sẽ bị mỏi phần vai, tay rất là nhiều. Nhưng mà để tập vào cơ bụng thì đòi hỏi cơ của bạn phải đủ khỏe để bạn có thể giữ ở cái động tác này nó rất là chậm chậm. Thì khi đó bạn tập mới vô cơ bụng được. Rồi, em thử đi. Lên xuống. Rồi, nhớ nha, đầu tiên là khi lên, hạ mông xuống. Rồi, giữ cái bụng nó cuộn. Nè, chỗ này nè, nó phải tạo thành một cái đường cong. Chỗ này nó phải tạo thành đường cong. Rồi, bây giờ chống tay lên. Đúng rồi. Rồi, chống xuống. Chậm thôi. Rồi, qua bên phải. Đây, nãy giờ là toàn bên trái không nha. Rồi, xuống. Bây giờ chống lên bằng bên phải. Hạ mông xuống luôn. Hạ mông xuống. Hạ mông xuống. Đúng rồi. Rồi, lên tiếp. Giữ cái lưng khòm. Giữ cái lưng khòm. Đang lưng bị võng. Đang lưng bị võng. À, làm lại. Giữ cái lưng khòm nè, giống như tập lên á. Lên, rồi. Làm sao mà giữ cái lưng nè, hạ mông xuống. Rồi, lên. Đó. Cảm nhận, lấy cái cơ bụng xoáy cái người lên một xíu. Được. Lên xuống cỡ này, tầm mỗi bên cỡ tầm 5 cái thôi là vô bụng giả men luôn. Nè, làm lại cho các bạn xem. Cái động tác này á, sẽ có rất nhiều bạn ăn gian như thế này. Đó là đầu tiên á, các bạn phải xác định cái góc vuông góc của phần bả vai này nè. Cái góc phần bả vai của bạn vuông góc với cái khuỷu tay. Nhiều bạn sẽ chống lên theo kiểu là cái vị trí chống của cái bàn tay của các bạn nó không nằm ở chỗ này mà nó nằm ở phía trên này, thì cái góc nó sẽ đẩy cái phần mông của các bạn lên. Nó như vậy lập lên nè. Nếu các bạn chống ở đây, các bạn sẽ đẩy người lên. Như thế này các bạn sẽ mỏi chân, mỏi mông và mỏi vai tay trước khi là mỏi bụng. Cái góc của các bạn nó phải nằm ở chỗ dưới này, trống ở này. Và bạn thấy cái lưng của mình nó khòm này không? Trụ xuống nè. Đó, vẫn khòm. Lên nè. Vẫn khòm. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Khòm như vậy á, phải giữ cái bụng, cái lưng nó hơi khòm như vậy thì cơ bụng nó mới gồng, nó cuộn, nó co vô. Thì khi đó bạn tập, nó mới vào được cái phần cơ bụng của bạn ở bài tập này. Rồi, chúc các bạn tập tốt. Rồi, động tác tiếp theo chúng ta sẽ vào bài xếp bụng tay chạm từng bên nha. Với cái động tác này, ví dụ bài tập của bạn nó là 4x10 thì nghĩa là bạn cần phải tập 10 cái mỗi bên chân. Đòi hỏi cái sự tập trung, sự bền bỉ của cái nhóm cơ bụng rất là nhiều nha. Rồi, đầu tiên là với cái động tác bắt đầu này thì bạn duỗi cái phần tay của bạn gập lên. Bạn đi ra coi. Rồi, bây giờ đá chân lên. Đó, chạm. Ở cái góc độ này nè, khoan. Cái góc độ này nếu bạn giữ gì, bạn để ở chỗ này nha. Và cái phần vai, cái tay của bạn hoàn toàn bạn điều khiển được gì đúng không? Bạn lấy cái tay bạn đánh vô gì, nó rất là dễ. Khi bạn đánh vô gì, cái bụng của bạn nó không có hoạt động. Bạn phải giữ cái tay nó thẳng trục vai, sau đó bạn kéo nó lên. Đó, cái bụng của bạn nó mới cuộn. Chú ý nha, làm lại. Khi gặp lên nè, không có dùng cái tay đánh vô cái chân gì, ok không? Nhớ nha, tại cái tay nó rất là linh hoạt. Khi bạn mệt, bạn hoàn toàn rất dễ mất tập trung và dễ dàng ăn gian ở cái bài tập này. Bạn cần phải giữ cái tay thẳng, duỗi lên, duỗi, chạm, đó. Vì nó mới vô bụng. Còn khi hạ chân xuống, cố gắng đừng có để cái chân đó đập xuống sàn nhà, mà hãy giữ ở cái mức nó lưng lưng khỏi sàn nhà một xíu vậy thôi. Thì khi đó bạn ăn gian và không phải là ăn gian, mà khi đó bạn tận dụng tối đa cái bài tập ở động tác này. Bạn gồng luôn cái phần cơ bụng dưới ngay rốn, cái phần chỗ đó là nhiều mỡ, chúng ta còn phải tập trung nha. Rồi, vô chạm từng bên. Rồi, nhớ là cái chân đầu gối giữ gì nha, bạn mới có thế là bạn gập lên. Đó, gập chạm vô, đúng rồi. Đó, gập vậy nó mới vô cơ bụng của các bạn được. 10 cái mỗi bên thôi, xong đó đổi bên. Khi chạm, thở ra, duỗi, hít vào. Bên trái tập sao, bên phải tập y chang vậy nha. Chú ý, hết sức chú ý ở cái bài tập này. Đó, chạm lên, duỗi, đúng rồi. 5, 4 chứ, 5,
6 7 8 tập trung nâng lên 9 10 rồi. Cái này là cách cơ bản thôi. Đây có cách này là nâng cao hơn nữa nè. Rồi. À, khi nãy á mình nói cái phần chân. Các bạn co như thế này. Các bạn sẽ dễ nâng người các bạn lên. Nhưng nếu nha, cái chân của bạn để gì nặng hơn rất là nhiều, vì để gì cơ thể hơi khó nâng lên một xíu. Để gì, ok, để gì đi, các bạn để chân gì nó sẽ khó hơn nè. Rồi bây giờ có cách này khó hơn cái này nha, để lên cái này, sau đó chéo lên. Khi chéo lên đánh xéo cái tay qua bên hướng này xíu, nghe vậy nè, chạm phần tay vô ống quyển rất là khó giữ. Khó chưa giữ luôn ở trên xíu, giữ cỡ nửa giây cho nó dính vô nhau đấy. Và tương tự bên phải rồi. Ờ, giữ nè, khúc này là phải gồng, giữ nè. Chạm nè, sẽ cảm thấy nó sắn vô này rất là nhiều. Giữ. Đấy, rồi. Tập bao nhiêu cái bên trái thì cố gắng tập bấy nhiêu cái bên phải. Chú ý từng góc độ ở điểm giãn và điểm co để tập cho nó vô cái phần cơ bụng của bạn cần tập. Rồi, chúc các bạn tập tốt và tập này.